Bài đọc 1. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng. Lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng. Vâng, lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa. Trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu, người bốn bể học biết đường công chính. Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài. Họ thầm thỉ với Ngài khi Ngài sửa trị họ. Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa, chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài. Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió. Chúng con chẳng giải thoát được thế gian, cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất. Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng. Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Dưới ánh chiều hoàng hôn tím mượt, trong một ngôi nhà thờ cổ xưa, những tâm hồn đang hội ngộ trong không gian tràn ngập sự linh thiêng và yên bình. Lời mời gọi từ lều thánh khắp nơi lấp lánh với câu VNITESMEOMNESQUILABORATIS: "Hãy đến với ta, tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề." Đó là lời kêu gọi vượt lên trên những xáo trộn và những nỗi buồn phiền muộn của cuộc sống hàng ngày, mời gọi mỗi linh hồn tìm về bình an và sự nghỉ ngơi trong Chúa. Trong buổi họp mặt như thế, có một ông lão với ánh mắt trầm lắng, nhưng rực rỡ ánh sáng từ những lời Chúa đã đốn cánh lòng người. Ông lão đứng lên, giọng nói thanh thản như làn gió mát, lan tỏa khắp không gian. "Chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa," ông lão khởi đầu với những lời dịu dàng. "Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được kết nối với tình yêu vô bờ của Ngài, và từ đó, ta được mời gọi trở thành những nhà đồng hành với Chúa, vượt qua những gánh nặng của cuộc sống." Ông lão tiếp tục kể về lời Chúa Giêsu, người đã dạy chúng ta về sự khiêm tốn và lòng hiền hậu. Chúa mời gọi chúng ta mang lấy ách của người để học hỏi cùng người. Ách đây không chỉ là những gánh nặng vật chất hay tinh thần, mà còn là niềm tin và lòng trung thành để chúng ta được nâng đỡ và bồi dưỡng. Nhóm người trong buổi hội ngộ như hòa vào không khí thanh thản và sự chia sẻ của ông lão. Họ cảm nhận rằng, dưới ánh sáng của lời Chúa, mỗi người đều có trách nhiệm sống hết mình với niềm tin và lòng khiêm tốn. Họ cùng nhau nhìn lại những gánh nặng mà họ đang gánh mang và quyết định đến với Chúa để họ được đắc tội và nhận lấy sự thánh thiên của Ngài. "Vì ách Chúa là êm ái và gánh Chúa là nhẹ nhàng," ông lão tỏa sáng ánh mắt. "Hãy tìm về với bí tích giao hòa để ta được bồi dưỡng và đắc tội, để ta có thể sống bằng tình yêu và sự bình an của Chúa." Lời cầu nguyện cuối cùng từ nhóm người trong buổi hội ngộ rơi vào những tiếng kinh nguyện thật chân thành, như là một lời cảm tạ và lời cầu xin để được thánh hóa và hợp tác với Chúa trên hành trình cuộc sống.